Năm nay Đà Lạt tổ chức hội xuân cũng ngay địa điểm của mọi năm, đây hội xuân Giáp Thìn. Chúng ta xem cái cổng hội xuân Giáp Thìn năm 2024, ngày 9 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2, nhằm ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến ngày 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch. 30 tháng 12 đến 2023 đến ngày 9 tháng 1 năm 2022 âm lịch. Đây người ta đang trang trí. Chỉ còn 2 ngày nữa là hội hoa xuân được, còn đúng 2 ngày nữa là hội hoa xuân được tổ chức tại thành phố Đà Lạt, ngay chỗ sát bên hồ Xuân Hương. Đây là những pano quảng cáo cho cái hội hoa xuân của thành phố Đà Lạt, hội xuân Giáp Thìn năm 2024. Thì địa điểm của nó là công viên văn hóa đô thị Đà Lạt, tức là khu dự án Gold Valley cũ á, 11 Đinh Tiên Hoàng, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thì gồm có những cái giải thi đấu võ thuật Muay Thái thành phố Đà Lạt mở rộng mừng Đảng mừng xuân năm 2024, và bắt đầu từ ngày mùng 1 Tết đến mùng 3 Tết. Thời gian thi đấu là 5 giờ đến 20 giờ, đó là giải Muay Thái. Rồi trong đó, trong cái hội xuân này có hội thi hát karaoke cho dành riêng cho khán giả, và trong đó cũng có cái màn biểu diễn của Lân Sư Rồng. Rồi một có những cái chương trình xổ số đặc biệt như là điện thoại iPhone 15 Pro Max, rồi chương trình hoạt động như ở trên sân khấu chính thì có những cái đoàn lô tô, ví dụ như là cảnh hát lô tô Phương Nam, cảnh hát lô tô nhóm By Night, và cảnh hát lô tô Sài Gòn Tân Thời. Chương trình hoạt động từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2, tức là 30 Tết cho đến ngày mùng 9 Tết âm lịch. Đó. Chúng ta nhìn thấy đây là những cái pano quảng cáo. Nó nằm cái hội xuân của thành phố Đà Lạt. Nó nằm ở số 11 Đinh Tiên Hoàng, tức là nó giáp với đường Đinh Tiên Hoàng, và mặt trước của nó là nhìn ra Hồ Xuân Hương. Vậy từ chỗ Hồ Xuân này cách chợ Đà Lạt, trung tâm Đà Lạt khoảng chừng 500 m, nên chúng ta nếu mà chúng ta có thể tham quan Đà Lạt thì ghé tới hội hoa xuân này chơi thì cũng là rất là vui vẻ vui, thì có rất nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn, và chúng ta vô chơi lô tô, vô nghe các ca sĩ hát. Giờ này chưa thấy ca sĩ nào trong cái hội hoa xuân này, chưa thấy quảng cáo. Và chúng ta có thể là nếu tự tin vào giọng hát mình thì chúng ta lên hát karaoke, hát cho nhau nghe thì cũng có giải thưởng. Mỗi lần hát karaoke mà đạt điểm cao thì được giải thưởng, thì cũng do những cái người tổ chức trong hội xuân này tổ chức ra. Và trong những cái chương trình vui lô tô á, thì nhận quà rất hấp dẫn, là một là chiếc xe máy Honda Vision, hoặc là trúng điện thoại iPhone Pro Max. Thì hàng ngày thì bắt đầu lô tô hoạt động là từ 8 giờ tối 8 giờ sáng cho đến 22 giờ đêm, nên chúng ta giờ nào chúng ta tới chơi cũng được hết. Đây là quang cảnh mặt ngoài của cái hội hoa xuân, quảng mặt ngoài của hội hoa xuân. Các bạn mong rằng nếu các bạn có đi du lịch Đà Lạt nên ghé hội hoa xuân để chúng ta chơi và chúng ta nghe nhạc, chúng ta xem biểu diễn võ thuật, thi đấu chứ không phải biểu diễn, thi đấu giải thi đấu võ thuật Muay Thái của thành phố Đà Lạt, của thành phố Đà Lạt thôi nghe, không phải là của toàn quốc đâu, thành phố Đà Lạt, và xem các đoàn lô tô hát rất là vui, lô tô Tân Thời, Sài Gòn Tân Thời, nhóm By Night và đoàn lô tô Phương Nam. Mong rằng các bạn nếu mà có đi đi chơi xuân thì chúng ta nên tới những địa điểm như thế này chơi rất là hấp dẫn, và có thể là nhận được những giải thưởng hấp dẫn nữa. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Cường Đà Lạt Vlog xin kính chào.
Và mong các bạn xem video này, nhận cho một like và một đăng ký để cho kênh càng ngày càng phát triển. Cảm ơn các bạn nhiều.